Vì sao con muốn học phép thuật? Con muốn nhìn thấy những dải sáng khiêu vũ. Con muốn thấy nó ở khắp mọi nơi. Và con muốn khiêu vũ cùng chúng. Dạ, vâng thưa ngài. Vậy thì đi với ta. Cánh cửa ma thuật rộng mở trước mặt con. Đó là ngày đầu tiên Darcy gặp Lorient, người thầy về ma thuật kiêm cha nuôi của mình. Là học trò duy nhất của Lorient, anh thừa hưởng của ông mọi thứ: trí thức, sức mạnh và lòng trắc ẩn. Qua năm tháng, anh dần trưởng thành và trở thành một thủ lĩnh pháp sư đầy tiềm năng. Nhưng rồi vào một ngày, một bi kịch xảy ra khi rất nhiều pháp sư, bao gồm cả Lorient và Darcy, thí nghiệm ma thuật hắc ám hùng mạnh và đầy chết chóc. Tuy nhiên, càng tìm hiểu sâu, Darcy càng hồ nghi về bản chất tàn độc của loại ma thuật này, cũng như tác hại mà nó mang lại. Anh âm thầm chuyển sang nghiên cứu cách để khắc chế nó và lập nhóm phòng vệ ma thuật hắc ám cùng các đồng đội thân thiết khác. Quyết định đầy khó khăn này đã đẩy anh vào tình thế phải đối đầu với sư phụ Lorient, người cha nuôi của mình. Dù Darcy đã cố gắng hết sức để thuyết phục Lorient từ bỏ, nhưng đối với ông, đây lại là một sự sỉ nhục và phản bội ghê gớm. Tâm trí của người thầy hiền từ năm nào này đã bị sức mạnh khủng bố làm quấy bẩn. Thật là ngu ngốc của quay lưng lại của ta. Người thầy đã mở ra cánh cửa ma thuật và cả tương lai tươi đẹp cho người. Trước sức mạnh tuyệt đối, mớ triết lý và đạo đức giả của người chỉ là thứ rác rưởi. Khi nghiên cứu về ma thuật hắc ám, con đã tìm hiểu cả cách khắc chế nó và tìm ra một loại ma thuật có thể bẻ cong không gian, đưa ta đến với các thế giới khác, thế giới của đa nguyên vũ trụ. Ma thuật này gọi là ma trận thứ nguyên. Mong thầy hãy suy nghĩ, tinh tâm tại một chiều không gian khác. Trong lời nói kiên quyết của Darcy có sự cảm giác, khi ánh sáng của ma thuật thứ nguyên tan đi, chỉ còn một mình Darcy lặng lẽ đứng trong cô độc. Từ đó, huyền thoại về ma pháp sư Darcy bắt đầu.